Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Bay Cơ ha. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật các mẫu xe như là Sachia, Sonic và Raider cho anh chị em tham khảo ha. Thì hôm nay thì giá cả thì có thay đổi thế nào thì mình sẽ đồng hành với Kim Luyến sẽ cập nhật báo giá trong hôm nay ha. Vì hôm nay thì cũng có lên được rất là nhiều màu sơn luôn và cửa hàng sẽ có lên màu theo yêu cầu ha. Thì mọi chi tiết thắc mắc thì bây giờ thì mình sẽ đi vào gặp Kim Luyến để cập nhật báo giá cùng mình ha. Đây là Kim Luyến mọi người nhé. Xin chào cả nhà ha. Thì trước khi để vào báo giá này cũng như là nói về ưu đãi của cửa hàng thì Luyến xin lướt sơ qua cho chị em về màu sơn cho cả nhà trước ha, để coi ưng được màu nào rồi thì chốt ngay liên hệ Luyến cầm căn cước công dân vào năm cũ thôi, duy nhất 5 triệu đồng là lên xe rồi ha. Đó, lướt về màu trước này. Đây màu đỏ candy. Đó. Đây là màu Raider này, Sachia này. Chung là cực kỳ nhiều màu luôn ha. Đấy. Màu tím, màu xanh, màu xanh lơ, màu cam, màu vàng, rất là nhiều màu luôn ha. Ngoài những cái màu này ra thì em muốn sơn độ bất cứ màu gì khác thì có liên hệ qua Zalo để hỗ trợ sơn độ cho cả nhà ha. Hiện tại đây là em xe Raider ha, Raider phiên bản 2023 này. Em này hiện tại đang có hỗ trợ khách hàng với mức giá là 43 triệu 900 nha cả nhà. 43 triệu 900, mua xe liên hệ trước tao lý được giảm giá 2 triệu ha. Ngoài ra còn được hỗ trợ thêm một combo và tặng trị giá 3 triệu đồng với cho thủ ha. Hiện tại thì giá xe đang chạm đáy mức rất là rẻ luôn rồi. Chỉ cầm 5 triệu đồng là mua xe được rồi ha. Cứ liên hệ qua Zalo để hỗ trợ ưu đãi cũng như là xe lại cho cả nhà nha. Đó là về Sachia này, em này là Sachia tư nhân nha. Đây là bản Sachia tư nhân anh em nhé. Ở chiếc này thì mình thấy là có lên mâm này, lên mâm bóng đồ chơi ha, lên bánh cong đó. Và lên mình khi mua xe mà lên cái món đồ chơi như là lên mâm này, lên như là phuộc và lên cái ba ga hay là cái nước đó, thì có hỗ trợ giảm giá cho cả nhà từ 30 đến 80% tùy món ha. Ngoài ra thì khi mua xe có liên hệ trước cho Luyến được giảm giá ngay 2 triệu đồng xe đi lại nha. Số điện thoại và Zalo của Luyến là 0346 552 628. Không những được hỗ trợ mà còn được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình ở cả nhà, có liên hệ qua Zalo ha. Đó, rất là nhiều màu sắc đẹp luôn. Đối với anh tư nhân thì nó có mức giá là 48 triệu 900, còn chính hãng nó có mức giá là 44 triệu 900 ha. Đây, rất là nhiều màu luôn. Ok. Chung là về Sachia Raider thì anh chị em chắc hẳn cũng biết hết rồi đúng không? Nhưng hôm nay thì chủ đạo hơn thì nói về dòng xe Sonic đi ha. Tức là cuối video đây. Cuối hàng đây, một lô Sonic thì cửa hàng thì màu zin này đủ có đủ ha. Đó. Đó, rất là nhiều màu sắc đẹp luôn. Hiện tại thì mức giá của Sonic hiện tại đang có hỗ trợ anh em nha là 48 triệu 900. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 7 triệu đồng thôi, cầm 7 triệu đồng là mua được Sonic rồi ha. Hỗ trợ là mua xe bao đổ hồ sơ luôn. Với dòng Sonic này thì hiện tại đang có hỗ trợ là tri ân nha. Hỗ trợ giảm giá ngay 5 triệu đồng bao gồm là 2 triệu xe đi lại và combo còn tặng giá 5 triệu đồng. Áp dụng khi liên hệ qua số điện thoại Zalo của Luyến nha là 0346 552 628 nha. Rất là nhiều màu luôn. Nói chung là đây là một số cái màu sơn thôi ha. Còn màu zin thì có đủ hết cho anh em ha. Anh em nào mà có cái ý tưởng lên màu sơn khác thì anh chị em cứ liên hệ Kim Luyến sẽ được hỗ trợ ha. Cửa hàng thì có lên màu theo yêu cầu và cửa hàng thì có hỗ trợ ship xe và hỗ trợ trao đổi xe cũ cho anh em ha. Anh em nào mà có xe cũ muốn trao đổi xe thì mình cứ mang xe đến tiếp cửa hàng nhé. Còn anh em muốn ship xe về đâu thì mình cứ inbox Zalo để cửa hàng Kim Luyến sẽ hỗ trợ anh em ha. Khi mua xe thì anh em có liên hệ trước với Kim Luyến sẽ được giảm giá nhé, và giảm giá xe và giảm giá các món phụ kiện kèm theo nhé. Còn bây giờ thì cái video này mình cũng đã cập nhật giá và thông tin các dòng xe cho anh em tham khảo rồi ha. Còn mọi thắc mắc thì anh em cứ liên hệ Kim Luyến nhé. Còn video thì mình cũng xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau nhé. Rồi, xin chào Kim Luyến nhé. Chào anh.